Thưa quý vị, đỉnh dịch đã qua, các hoạt động kinh tế xã hội bình thường trở lại, nguy cơ buôn lậu gia tăng. Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các địa phương sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt lưu ý đánh giá phân loại đối tượng mặt hàng, nhận diện các hành vi phương thức thủ đoạn để có kế hoạch đấu tranh đúng và trúng. Dù tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua diễn biến không phức tạp, không phát sinh điểm nóng, tuy nhiên tại một số thời điểm, một số địa bàn cửa khẩu, nhất là cảng biển, các đối tượng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, chuyển cảng để buôn lậu, gian lận thương mại. Đối với doanh nghiệp thì luôn luôn trong quá trình là xuất nhập khẩu hàng hóa thì đều có những cái doanh nghiệp mà gian lận. Đó, thì trong những cái thời gian mà hải quan đang làm mạnh ở hai đảo, ví dụ là đánh mạnh kiểm soát chặt ở hai đảo, thì cũng có thể là hàng hóa nó về Đà Nẵng. Thì trong bất cứ tình huống nào, trong bất cứ cái thời gian nào, thì cái việc kiểm soát hải quan, cái việc chống buôn lậu thì chúng tôi cũng vẫn đặt lên hàng đầu và luôn luôn là triển khai mọi cái biện pháp nghiệp vụ để thực hiện kiểm tra, kiểm soát và giám sát, đấu tranh với các hành vi buôn lậu. Trong khi cảng Đà Nẵng là nơi trung chuyển hàng hóa cho cả khu vực miền Trung Tây Nguyên, nên tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiềm ẩn yếu tố khó lường, thì sân bay quốc tế Đà Nẵng được Ban chỉ đạo 389 quốc gia nhận định là khu vực trọng yếu của buôn lậu hàng cấm thông qua hàng sách tay. Sân bay Đà Nẵng cũng là một trong những cửa khẩu cảng sân bay lâu đời mà cũng có các cái hoạt động là rất sôi động, nên được đánh giá là một trong những cái địa bàn trung chuyển, có những địa bàn có khách du lịch của nước ngoài lưu lượng cũng tương đối lớn so với các năm. Thì tới đây khi mà dịch bệnh đã được kiểm soát và các hoạt động trở lại bình thường thì cái lưu lượng khách qua cửa khẩu cảng hàng không Đà Nẵng sẽ tăng, và đây cũng là một trong những cái điểm hết sức lưu ý để cho công tác tham mưu chỉ đạo chúng tôi. Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, trong bối cảnh mới, để nâng cao công tác chống buôn lậu cần kiểm soát chặt hàng hóa xuất nhập khẩu ngay từ đầu nguồn. Trong đó, đối với các địa bàn trọng điểm như Đà Nẵng, các đơn vị thành viên phải tăng cường thanh kiểm tra với những hàng hóa vận chuyển qua đường biển, đường hàng không. Đặc biệt, lực lượng hải quan chuyên trách chống buôn lậu cần tăng cường sàng lọc dấu hiệu rủi ro từ sớm bằng phương tiện soi chiếu nhằm kịp thời nhận dạng hàng hóa sai phạm, phát hiện hành vi gian lận thương mại. Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp chia sẻ thông tin, kiểm tra giám sát chặt chẽ các lô hàng chuyển khẩu, chuyển cảng, tạm nhập, tái xuất, nhất là các lô hàng tiêu dùng, hàng tạp hóa, hàng có nguy cơ thẩm lậu, xoay vòng vào nội địa, phát hiện xử lý kịp thời các lô hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam và chính sách ưu đãi mà các nước dành cho Việt Nam thông qua các hiệp định FTA thế hệ mới.